Mọi người có biết khi chúng ta trộn dầu và nước vào với nhau thì hiện tượng gì xảy ra không? Cháy. Dầu nó cháy. Ôi cháy. Dầu sẽ nổi lên trên mặt nước vì dầu nhẹ hơn nước. Bốn quân bài màu đen sẽ tượng trưng cho dầu, còn bốn quân bài màu đỏ sẽ tượng trưng cho nước. Dầu và nước sẽ được trộn lẫn lộn vào với nhau như thế này. Đỏ đen lẫn lộn nhé. Phía bên này sẽ là đỏ đen đỏ, còn bên này là đen đỏ đen. Mình sẽ tách dầu và nước ra. Giờ thì tất cả những quân bên này đều sẽ là màu đỏ. 1, 2, 3, 4. Và phía bên này sẽ là những quân màu đen. 1, 2, 3, 4. Lại nhá, nhìn kỹ này. Thật chậm nhá. Đầu tiên là một quân màu đen này. Là một quân màu đen này. Một quân màu đen này. Đan xen vào những quân màu đỏ. Dầu nổi lên trên mặt nước, vậy bốn quân ở trên sẽ là dầu màu đen. 1 2 3 và bốn quân màu đen ở phía trên. Quân đỏ là gì? Cố tay. Lần cuối cùng nhé. Đỏ, đen và đỏ này. Rất chậm nhé. Giúp mình chạm vào một quân bất kỳ, không nhất thiết quân giữa đâu, đầu cuối cũng được, chạm một quân bất kỳ. Đấy. Theo bạn quân đấy màu đỏ hay màu đen? Đen. Đen à? Rồi, nhìn nhá. Tất cả những quân trên tay mình đều sẽ là màu đỏ. Tất cả đều là màu đỏ. Nhưng nếu mình lấy vài con này chạm vào đây, nó lại biến thành đen. Ôi. Quá anh ơi.